Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 đang lấp ló trước mắt. Tiểu ban nhân sự của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đang giáo diết bàn chuyện thay thế ông Phúc bằng một người khác. Thế nên mọi người đều biết những gì Thủ tướng Phúc hô hào, phải biết nóng ruột, phải sắn tay áo lên, chỉ là... Thủ tướng lập thành tích cuối cùng lấy cái danh trước khi trao ghế thủ tướng cho một ai nào đó. Trong tất cả các nền kinh tế trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy quy mô và vốn sản xuất cũng như nhân công không lớn, nhưng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Đó có thể coi là một công ty vệ tinh xoay quanh một đại công ty góp phần thúc đẩy nền kinh tế vận hành trong một quỹ đạo đem đến sự thăng bằng trong đời sống xã hội hàng ngày. Việt Nam hiện nay có khoảng 800.000 doanh nghiệp tư nhân, tư doanh đang hoạt động, trong đó có 90% là doanh nghiệp nhỏ, 10% là doanh nghiệp vừa. Số doanh nghiệp lớn rất ít. Tập trung trong khu vực quốc doanh và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tùy số lượng ít nhưng lại là những đơn vị kinh tế được ưu đãi nhất trong quan niệm quốc danh là chủ đạo rất lỗi thời nhưng gắn bó với lợi ích của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tất cả những doanh nghiệp tư doanh thu hút khoảng 25 triệu lao động đủ mọi trình độ, trong khi quốc doanh của các công ty FDI chỉ chiếm non 10 triệu lao động. Điều này cho thấy là lực lượng lao động chủ yếu nằm ở khu vực tư doanh. Trong những tháng đại dịch virus Vũ Hán bùng phát và kéo dài, đây là số người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một số lớn công ty đình trệ sản xuất hay sản xuất cầm chừng vì thiếu nguyên liệu, trước nay vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp của Trung Quốc hàng loạt công nhân phải mất việc làm dưới mọi hình thức, đe dọa sự rối loạn trong đời sống xã hội vốn đã bất an từ trước đến nay. Cho đến hiện nay, tình hình không sáng sủa gì hơn. Các công ty như Bojen, Huy Phong là những công ty lớn ngành da dày tiếp tục sa thải hàng ngàn công nhân. Người lao động vốn đã chật vật nay lại càng lao đao thêm trong thời trong đời sống. Những gói hỗ trợ từ chính phủ được thực hiện theo kiểu này trên mây chỉ có kết quả trên tivi. Những người lao động nghèo trông vào gói cứu trợ 62 000 tỷ dài cổ như trông một phép lạ không bao giờ hiện ra. Trước tình trạng bế tắc của doanh nghiệp trên toàn quốc, mặc dù ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc vừa hô hào vừa ra lệnh, vừa năn nỉ ngân hàng nhà nước cấp vốn vay dễ dàng, nhẹ lãi hoặc giảm 30% thuế doanh thu nhưng do hàng rào thủ tục của các ông lớn ngân hàng, việc thực hiện cũng không tới đâu và trong thực tế những sự giúp đỡ này cũng không ăn nhập gì với tình trạng lao động hiện nay của các doanh nghiệp. Trước đây đa số các công ty Việt Nam sống nhờ vào các đơn hàng gia công sản xuất cho các công ty lớn ở nước ngoài. Nay chính các công ty Âu Mỹ ấy cũng đang vất vả đối phó với tình trạng suy trầm chung nên chẳng những doanh nghiệp Việt Nam không có đơn đặt hàng mà còn thiếu vốn nhập nguyên liệu thì làm sao tái sản xuất để xuất cả. Vấn nạn ấy khiến cho doanh nghiệp Việt Nam ở trong tình trạng dở khóc dở cười hay có thể nói đang nằm chờ chết. Nếu cho công nhân nghỉ việc thì công nhân chết đói, mà giữ công nhân lại thì công ty lấy tiền đâu để trả lương. Do đó, hy vọng duy nhất để duy trì hoạt động cầm cự cho đến khi các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ hết dịch bệnh để tái sản xuất chỉ là hy vọng mong manh. Vì các thị trường này cũng đang co lại để tìm hướng khắc phục trong đại dịch virus Vũ Hán chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đáng lý ra để cứu vãn kinh tế, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói chung và riêng ông Thủ tướng Claver Nguyễn Xuân Phúc nói riêng phải có kế hoạch nuôi sống ít ra là một nửa số doanh nghiệp tư nhân cần thiết nhất để phù hợp với tinh thần đẩy mạnh tư doanh như bộ chính trị từng hô hào. Nhưng đằng này suốt thời gian qua người ta chỉ thấy chính ông Claver Nguyễn Xuân Phúc nhảy múa với những khẩu hiệu và những lời kêu gọi có cánh. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, trong khi đi thị sát hệ thống cảng cái mép, thị vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phúc tuyên bố trong tương lai gần đây là siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh còn lại sẽ là bát giác kim cương, mục tiêu đến năm 2030 trở thành vùng hùng cường. Có lẽ Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc học được nhóm từ tứ giác kim cương chỉ bốn cường quốc biển Ấn Nhật Úc và Mỹ trong chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương do Mỹ đề xướng. Thích quá nên ông đổi tứ giác thành bát giác luôn cho hấp dẫn, vì giác nào cũng là giác. Chưa hết, 22 tháng 6 vừa qua trên trang báo Đầu tư chạy tít Việt Nam đã sẵn sàng xây tổ đón đại bàng để chỉ quyết định của Thủ tướng Coleman và Nguyễn Xuân Phúc thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế cho đến nay vẫn lạc quan tin tưởng làn sóng đầu tư nước ngoài FDI sẽ đổ tiền vào Việt Nam trong những dự án hàng tỷ đô la cũng như tin tưởng sự chuyển dịch của các công ty phương Tây rời khỏi Trung Quốc sau đại dịch và điểm đến sẽ là Việt Nam. Nhưng cuối cùng chưa thấy đại bàng Mỹ, Nhật nào đến mà chỉ thấy lao động và doanh nghiệp tư nhân kiệt quệ từng ngày với bức tranh ảm đạm ấy. Việt Nam còn lót ổ đại bàng đến bao giờ? Nhằm mục đích đánh giá tình hình cũng như tìm cách vực dậy nền kinh tế sau đại dịch virus Vũ Hán, ngày 2 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành và địa phương. Dĩ nhiên, suốt thời gian 3 tháng đình trệ sản xuất vì đại dịch virus Vũ Hán, sự suy thoái về một nền kinh tế quy mô nhỏ như Việt Nam là điều không tránh khỏi nhất là khi nguyên vật liệu sản xuất hầu hết phụ thuộc vào nước ngoài. Nhưng có điều lạ là trong suốt thời gian qua thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc luôn miệng hô hào các địa phương phải nhanh chóng lập tổ đón đại bàng vì thời cơ của Việt Nam đã tới. Nhưng mọi người chờ mãi chờ mãi chưa thấy đại bàng nào về mà tình hình kinh tế nội địa ngày càng thê thảm hơn. Những con số thống kê đưa ra không cho thấy kinh tế bật mạnh như lời của ông thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc hô hào. 8 triệu lao động đang không có việc làm, 92% trong số 800.000 xí nghiệp nhỏ vừa đang lâm cảnh khốn đốn vì thiếu vốn sản xuất. Nhà nước tuyên bố đã chỉ thị các ngân hàng mở rộng cửa cho vay dễ dàng nhưng doanh nghiệp muốn lọt qua cánh cửa ngân hàng thì thật là khó vì hàng rào thủ tục trong khi ấy, doanh nghiệp dài cổ chờ gói hỗ trợ mà chỉ thấy trên TV và qua hô hào của Mover Nguyễn Xuân Phúc. Để phát triển kinh tế đầu tư công bằng, ngân sách nhà nước quan trọng không kém vì các hình thức đầu tư khác như ODA, FDI. Nhưng trong cuộc họp nêu trên, được biết đầu tư công còn tồn động hơn 7.000 tỷ đồng, tương đương với 38 tỷ Mỹ Kim trong kế hoạch 2 triệu tỷ đồng của kế hoạch 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 chưa được giải ngân. Chưa giải ngân tức còn vốn đầu tư nằm im trong ngân hàng vì doanh nghiệp vướng mắc đủ mọi thủ tục và nhất là cán bộ không chịu làm, không chịu nhúc nhích gì cả. Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng nói đến vụ giải phóng mặt bằng để khiến, để tiến hành các dự án đã được chấp thuận nhưng các bí thư đảng, các chủ tịch ủy ban nhân dân thờ ơ không chịu làm mà giao cho các cán bộ cấp dưới làm thì họ y ra đó. Vì thế, ông Phúc mới nói rằng thủ tướng hô lên thì các đồng chí phải nóng ruột lên chứ. Thế nhưng, Colmever Nguyễn Xuân Phúc không biết hay giả vờ để không biết rằng các đồng chí của ông đang ngồi nghe hôm ấy nghĩ thầm, ngu gì mà nóng ruột vào lúc này. Tại sao Thứ nhất là nhiệm kỳ, nhiệm kỳ thủ tướng của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc và các ông bộ trưởng các bí thư đảng chỉ còn vài tháng nữa là hết rồi. Nghĩa là sân khấu đã về chiều, vơ vết đã đầy túi thì dù có múa may quay cuồng thêm cũng vô ích. Tư duy nhiệm kỳ ngày nay là thứ tư duy thực tế phổ biến trong giới lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là thời gian vào cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 đang lấp ló trước mắt tiểu ban nhân sự của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đang giáo giết bàn chuyện thay thế ông Phúc bằng một người khác. Thế nên, mọi người đều biết những gì Thủ tướng vờ Nguyễn Xuân Phúc hô hào phải biết nóng ruột, phải biết sắn tay lên chỉ là để Thủ tướng lập thành tích cuối cùng, lấy cái danh trước khi trao ghế Thủ tướng cho một ai đó. Và mọi người cũng biết thêm rằng qua năm 2021, ông Phúc đã quá 65 tuổi, vì vậy nếu ông hụt chiếc ghế tổng bí thư của đảng, ông sẽ cầm sổ hưu theo chân người tiền nhiệm về làm người tử tế. Trong khi đó, các ông bộ trưởng, bí thư đảng các cấp hiện giờ cũng sắp chia tay nhau, thay đổi vị trí về hưu thì còn làm chi cho mệt sức, cứ theo đúng câu im lặng là vàng, vừa an toàn vừa khỏe thân. Thứ hai, dù với đầu tư công tức tiền từ ngân sách nhà nước có làm phải có ăn, có câu nói thuộc lòng thuộc nằm lòng trong cán bộ đảng Cộng sản chuyên nghiệp kiếm ăn thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà ăn tiền nhà nước cũng khó cho xuân sẻ. Nếu không ăn chia giữa các phe phái, ăn chia không đều cũng sẽ bị tố và trở thành củi đốt lò của phe Nguyễn Phú Trọng. Do đó, cán bộ nào cũng ngần ngại không muốn làm, Nhiệm kỳ sắp hết và nghe theo lời thúc giục của Thủ tướng sắn tay ao lên. Nếu làm không được hay đụng chạm còn bị tố thì sẽ tiêu ma sự nghiệp dù đã về hưu. Thứ ba, nằm trong chăn mới biết chăn có giận, thứ thiệt. Các tay bí thư đảng chủ tịch tỉnh không dám nhúc nhích vì hơn ai hết Họ biết sau đại dịch virus Vũ Hán, nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng u ám về mọi mặt, từ du lịch, hàng không, sản xuất, xuất nhập khẩu và hàng hóa đều bấp bênh giống nhau. Ngành du lịch dễ kiếm tiền nhất với du khách nước ngoài, nay lầm vào cảnh bế tắc vì không chưa được phép cất cánh. Muốn sản xuất hàng hóa đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu thì thiếu vốn, thiếu nguyên liệu. Nguồn tiêu thụ thế giới cũng chưa phục hồi, Số liệu của Tổng cục Thống kê đưa ra mới đây cho biết tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 là 1,81%, được mô tả thấp nhất trong những năm gần đây. Cho dù chính phủ có thành lập thêm Ban Chỉ đạo Quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch virus Vũ Hán, cũng chẳng chỉ đạo được ai trong tình trạng trợ chiều. Mọi hoạt động hiện nay chỉ là để sống qua ngày chờ thời, nên cán bộ càng làm ngơ càng tốt để khỏi bị kiểm thảo. Nếu cấp trên có phiền hà thì đổ thừa là khó quá và đang nghiên cứu, đó là thái độ khôn ngoan nhất khi sự thay đổi trong nội bộ Đảng chưa được định hình. Nói tóm lại còn 6 tháng nữa hết năm 2020 cũng là năm giao thời giữa nhiệm kỳ 12 và nhiệm kỳ 13 nên không cán bộ nào dại gì mà nóng ruột làm theo chỉ đạo của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Bởi lỡ có chuyện gì Thủ tướng đã về hưu rồi, lấy ai mà cứu đàn em. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi